chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ không nói về một chủ đề gì liên quan đến học bổng hay du học hết, mà mình sẽ nói về một cái cũng khá là nhạy cảm, đó là bệnh trầm cảm. Thực ra thì mình ít khi để ý đến cái vấn đề này lắm, tại vì là mình cũng tự coi mình là một người sống cũng khá là lạc quan. Tuy nhiên là cho đến khi một cái chị bạn thân của mình người Trung Quốc mà học chung với mình ở New Zealand ấy, thì chị bị bệnh trầm cảm, chị cắt đứt hết liên lạc với cả bạn bè và chỉ có ở trong nhà và khóc rất là nhiều trong suốt một cái thời gian dài như vậy. Và gần đây nhất thì mình có giúp mentor học bổng cho một em học sinh cấp 3. Thì em có chia sẻ là hồi từ năm lớp 9 đến lớp 10 thì em cũng có bị trầm cảm, tại vì là cũng do là áp lực từ học hành. Cũng rất là may là hôm trước thì mình vừa đi hiệu sách và mua được một cuốn sách về psychology, tức là về tâm lý. Mình có đọc được một số cái thông tin rất là hay. Thực ra mình cũng không phải là một cái chuyên gia hay là một cái bác sĩ tâm lý gì hết, mà mình chỉ muốn chia sẻ thêm cho mọi người một số những cái thông tin để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái bệnh trầm cảm. Và biết đâu được đấy là bạn nào đang xem cái video này có thể có ích cho bạn. Thì đầu tiên là mình nên hiểu bệnh trầm cảm là gì. Bệnh trầm cảm nó xảy ra đối với một người khi họ có các triệu chứng sau. Ví dụ như là cảm thấy chán nản này, cảm thấy thất vọng về bản thân, cảm thấy vô vọng này, cảm thấy khó chịu với người xung quanh này. Và những cái triệu chứng này thì sẽ kéo dài trong vòng là quá 2 tuần. Nếu như là mọi người chỉ bị trong vòng một vài ngày thì nó không sao, không vấn đề gì cả. Những người này thì họ sẽ có cảm giác như là không có hứng thú gì với bất cứ cái việc gì trong cuộc sống hết. Và họ cảm thấy là họ không muốn đi giao lưu, họ không muốn đến những cái chỗ đông người. Thì có những cái rất nhiều những cái mức độ khác nhau của bệnh trầm cảm. Có mức nhẹ này, mức trung bình và mức nặng. Những cái người mà bị mức nhẹ thậm chí là có thể là họ không còn biết, họ không cảm nhận được là mình là bị trầm cảm. Hay là những cái người mà bị những cái mức nặng hơn thì như mọi người đã xem rất là nhiều trên báo đài rồi đấy, cái hệ quả của bệnh trầm cảm thì có thể rất là khủng khiếp. Nó có thể đi từ những cái việc rất là nhỏ như là bạn bị mất tập trung này, hay là bị giảm trí nhớ, hay là những cái hiệu suất về làm việc, hiệu suất về học tập giảm đi. Nhưng mà nặng hơn thì bạn biết rồi đấy, có những cái trường hợp là có những em là tự tử vì áp lực thi cử, hay là có những cái bà mẹ mà họ mới sinh con xong họ bị trầm cảm mà họ làm hại con mình, thậm chí là họ không có ý thức được là họ đang làm hại con mình. Thì nguyên nhân của bệnh trầm cảm có rất là nhiều mọi người ạ. Nó đến từ những cái yếu tố bên trong mà mình gọi là internal factor, hay là những cái yếu tố bên ngoài mà mình gọi là external factor. Những cái internal factor thì nó có thể xảy ra khi mà lúc mà bạn còn nhỏ thì có những cái việc gì đấy nó rất là khủng khiếp, nó đã tới với cả bản thân mình. Hay là có những người thì do cái lịch sử của gia đình ấy, thì trong nhà có ai đó đã từng bị trầm cảm. Hay là có những người thì họ bị những cái bệnh kinh niên lâu năm, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Có thể là những bệnh về tim, những tim mạch, những cái bệnh về phổi. Còn những cái nguyên nhân gọi là ngoại cảnh thì cực kỳ nhiều mọi người nhé. Có những người thì họ bị trầm cảm do là họ không có đủ tiền này. Có những người bị trầm cảm do áp lực từ công việc, từ sếp, từ đồng nghiệp này, KPI này. Hay là có những người thì họ thất nghiệp, nó họ bị trầm cảm. Hay là có những người thì họ bị trầm cảm từ relationship, tức là những cái mối quan hệ yêu đương hay là những mối quan hệ vợ chồng. Còn một số những cái trường hợp khác thì do những cái người mà người ta dùng quá nhiều chất kích thích, hay là uống quá nhiều rượu này, hay là có những trường hợp thì là họ cái bệnh cô đơn ấy, đặc biệt là cái này thì hay xảy ra đối với những người già neo đơn. Cái thứ ba thì có những cái người mà họ bị cái bệnh này là do sau khi sinh, tức là sau khi sinh nở thì những cái hormone trong người nó thay đổi, hay là những cái suy nghĩ trong người nó thay đổi, khiến là họ bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Có những cái người như mình nói thì rất là dễ để phát hiện ra bệnh trầm cảm, còn có những người thì họ thậm chí là họ không biết là họ rơi vào tình trạng trầm cảm cơ. Xã hội hiện đại ngày nay thì mọi người tưởng như là công nghệ phát triển, mọi thứ phát triển kéo mọi người lại gần nhau, nhưng mà mình thấy là xã hội thì có đâu đó thì đang rất là xa cách với nhau. Thậm chí là mình có đi ăn uống rồi đi cà phê với nhau thì mọi người cũng đang bận rộn để nhìn vào điện thoại, để check Instagram, để check xem là ở trên Facebook người ta nói gì. Mình có một số lời khuyên hay là có một số ý như thế này để chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể gọi là phòng tránh hoặc là giảm đi cái căn bệnh trầm cảm này. Thứ nhất là khi mà mọi người đi học, đi làm hay bất cứ một cái việc gì trong cuộc sống mà mọi người có áp lực ấy, thì đừng giữ trong lòng, đừng giữ cho bản thân mình. Tại vì một ngày nào đó nó sẽ boom,
nổ tung ra mà mọi người không hề biết đâu. Mọi người hãy tìm đến người thân, gia đình, bạn bè của mình để chia sẻ. Có thể là họ không đưa cho mình một cái giải pháp gì đâu, nhưng mà có ai đó ngồi đó lắng nghe mình thì mình cũng cảm thấy nhẹ lòng đi rất là nhiều. Cái thứ hai là ngoài việc học tập và đi làm ra thì mọi người hãy cố gắng là tìm một cái thú vui gì đấy trong cuộc sống. Có thể là bạn thích đi vẽ, bạn thích đi bơi, bạn thích học nhạc, bạn thích tham gia các hoạt động tình nguyện thì mọi người cứ tham gia đi, để rằng một khi mà có những cái việc nó xấu xảy ra trong việc học tập hay làm việc thì mình cũng không cảm thấy là cả bầu trời này sụp đổ, tại vì cuộc sống bên kia, cuộc sống ngoài kia thì nó còn rất là nhiều những cái điều thú vị để khác để mà mình có thể bận tâm tới. Cái thứ ba ấy, đó là mọi người hãy luôn luôn giữ một cái tinh thần lạc quan vào cuộc sống. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay trên toàn cầu có 350 triệu người bị bệnh trầm cảm. Nếu như mà bạn đang bị bệnh trầm cảm, bạn đang cảm thấy là mình rơi vào tình trạng trầm cảm, bạn đang cảm thấy chán nản với điều gì trong cuộc sống, bạn cảm thấy là mất động lực, vô vọng, thì bạn hãy tin rằng mình không cô đơn, tại vì ngoài kia cũng có thể có ai đó cũng đang rơi vào tình trạng như mình. Cũng không phải là mình bị rơi vào tình trạng như thế này hết. Và bạn biết đấy, cuộc sống mà không có ai mà mọi thứ đều trơn tru từ đầu đến cuối, mọi thứ đều may mắn từ đầu đến cuối. Người ta nói là sông có khúc, người có lúc, sẽ có lúc mình thất bại, sẽ có lúc mình chán nản. Không sao cả, hãy cứ cho mình buồn một cái thời gian ngắn và sau đó hãy cố gắng để vực dậy, để vươn lên, để cố gắng hơn nữa, để mà tận hưởng cái cuộc sống này. Còn đối với những cái bạn mà mình cảm thấy là mình rất là yêu đời, mình có mục tiêu trong cuộc sống, mình cảm thấy là có thể là bệnh trầm cảm không bao giờ có thể đến với mình đâu, thì mình mong rằng là mọi người cũng hãy cố gắng để mở lòng. Biết đâu được rằng đấy, mọi người đi làm, mọi người đi học chỉ bằng nụ cười, chỉ bằng một lời hỏi han là mọi người có thể cứu sống được mạng của ai đó mà đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Vì thế hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn, hãy cười với nhau nhiều hơn, hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thì mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ rất là cơ bản, rất là nhỏ này của mình có thể giúp bạn hiểu hơn về căn bệnh trầm cảm, có thể giúp bạn có động lực để vượt qua khó khăn, có thể giúp bạn để mở lòng hơn với những cái người xung quanh mình, để cảm thấy rằng là cuộc sống này vô cùng tươi đẹp, rất là nhiều màu sắc, giống như là mấy quả bóng ở đằng sau mình đây này. Và sẽ cùng nhau để đẩy lùi, để tránh xa được căn bệnh trầm cảm mọi người nhé. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Nếu như mà bạn thấy những cái thông tin hoặc những cái chia sẻ mình vừa nói bổ ích thì bạn hãy like và share video này, và cũng đừng quên là subscribe cho channel của Hana S, vì chúng mình sẽ cùng gặp nhau trong tương lai với rất là nhiều những cái chủ đề hay nữa. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.